Chào các bạn, đây là kênh tìm hiểu chữa bệnh bằng thuốc nam, các bạn hãy đăng ký kênh để thường xuyên được cập nhật tin mới nhất. Áp dụng chế độ ăn uống khoa học, đầy đủ chất dinh dưỡng giúp người bị ung thư bạch cầu có sức khỏe vượt qua tác dụng phụ khi điều trị. Nhiều loại thực phẩm có tác dụng tốt trong hỗ trợ và điều trị bệnh ung thư bạch cầu được nhiều người tin dùng và bổ sung vào bữa ăn thường ngày như một cách phòng tránh bệnh hữu hiệu. Bạch cầu là căn bệnh ung thư do quá trình tạo tế bào máu trong tủy xương bị biến đổi, tạo ra các tế bào bạch cầu ác tính. Những người bị bệnh ung thư bạch cầu thường có các triệu chứng như xương hạch bạch huyết, dễ chảy máu, đau xương, mệt mỏi dai dẳng. Điều trị bệnh ung thư bạch cầu rất phức tạp, tùy thuộc vào từng loại ung thư bạch cầu và các yếu tố liên quan khác. Trong đó, chế độ dinh dưỡng cho người bị ung thư bạch cầu đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe cho người bệnh trải qua những đợt điều trị lâu dài và có khả năng chiến thắng bệnh tật. Chế độ dinh dưỡng chung cho bệnh nhân ung thư bạch cầu. Những người bị ung thư bạch cầu thường rất khó ăn uống, đi kèm với các triệu chứng như buồn nôn, đau miệng. Một chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết, cung cấp đầy đủ năng lượng và linh hoạt trong thay đổi thực hiện sẽ góp phần giúp bệnh nhân có thể chất tốt để vượt qua được những tác dụng phụ trong những đợt điều trị bệnh. Bổ sung thực phẩm giàu protein. Protein có vai trò trong việc bảo vệ cơ thể khỏi các mối nguy hại luôn rình rập xung quanh như các loại vi khuẩn, virus, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Bệnh nhân bị ung thư bạch cầu nên tích cực bổ sung các loại thực phẩm như đậu phụ, sữa đậu nành, thịt nạc, nội tạng động vật, trứng, cá. Tăng cường các loại thực phẩm giàu chất sắt. Bệnh bạch cầu có biểu hiện chính là bị thiếu máu, chính vì vậy, bổ sung các loại thực phẩm giàu chất sắt sẽ rất tốt cho sức khỏe của người bệnh. Chất sắt có nhiều trong gan động vật, gan ngỗng, gan lợn rất tốt, lòng đỏ trứng, đậu Hà Lan, đậu đen. Những thực phẩm chứa nhiều vitamin. Các nghiên cứu y tế nước ngoài đã chỉ ra rằng, vitamin C có thể ngăn chặn được sự lây lan của các tế bào ung thư, nâng cao sức đề kháng và khả năng miễn dịch của cơ thể. Vitamin C có nhiều trong các loại rau và trái cây như cam, xoài, đu đủ, cà chua, súp lơ xanh. Bên cạnh đó, vitamin A có khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh khác xâm nhập vào cơ thể yếu ớt của bệnh nhân bị bạch cầu, tốt cho hệ miễn dịch, hạn chế sự phát triển của các tế bào ung thư. Các thực phẩm chứa nhiều vitamin A có thể kể đến như cà rốt, bí đỏ, rau bina, trứng gà, vịt. Các chất chống oxy hóa như vitamin E, kẽm, vitamin D, B6, B12, hỗ trợ khả năng miễn dịch của cơ thể, làm giảm tác dụng phụ của các đợt điều trị bệnh, có nhiều trong măng tây, thịt, gà, quả hạnh nhân, cải xong. Việc hỗ trợ bệnh nhân ung thư bạch cầu qua chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp cho việc điều trị trở nên dễ dàng hơn. Chào các